Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ clip này với cách làm là làm đào ra hoa đúng dịp Tết. Dù thời tiết là gọi là se lạnh hoặc là ấm thì mình cũng có loại thuốc hãm không cho hoa đào nở trước Tết. Khi nào hết công dụng của thuốc thì lúc đó cây hoa đào mới nở được. Hiện tại thì hôm nay là mùng 6 tháng 11 âm lịch, cũng ở nhà vườn cũng bắt đầu đi bật hoa rồi. Đấy, các bạn xem bên kia cũng có mấy vườn cũng bắt đầu đang bật rồi. Thì cái công dụng của thuốc ấy thì mình nói luôn, thường ấy như cây hoa đào như thế này ấy, là xanh là sẽ ra hoa muộn hơn so với những cây đào yếu như thế này. Những cây yếu như thế này thì các bạn nhìn này, các cái nụ ngủ ấy cũng đã rất là to rồi. Khi tuốt hoa cùng một thời điểm thì nó nở sớm hơn so với những cây như thế này, cây xanh này. Nhưng mà cái thuốc của mình ấy, mình hôm nay giới thiệu với các bạn luôn là cái thuốc kích ép này ấy, là vuốt cây vàng như thế này và một cây xanh như thế này. Đấy, thì hai cây này mình đảm bảo với các bạn luôn là sẽ nở cùng vào một thời điểm, chứ không phải là bây giờ các bạn một cây yếu như thế này và một cây khỏe như thế này mà tuốt lá bình thường không dùng thuốc, khẳng định luôn như cây này nó sẽ nở trước khoảng tầm 20 ngày luôn, nở trước khoảng cây khỏe này. Đấy, thì cái thuốc nó như thế nào đây, bây giờ mình mang các bạn ra xem gói thuốc của mình. Mình cũng nói luôn là nhà vườn nào to rộng, trồng khoảng tầm trên 200-300 gốc rồi nên thì mình sẽ mang thuốc đây, mình tặng tất cả các nhà vườn luôn khu vực ở gần mình. Nếu mà xa quá có thể là mình gửi bưu điện cho, mình gửi tặng luôn để cho các bạn dùng thử, dùng miễn phí luôn. Đấy, gói thuốc thật ra nó rất là rẻ luôn, không đắt, thành ra là mình cứ gửi cho các bạn dùng thử. Dùng thử đấy áp dụng khoảng tầm 2 đến 3 cây. Ví dụ là dùng một cây như thế này, cây hơi yếu này có thể là nở trước những cây khỏe. Thì các bạn cứ phun thử, phun thử xem là nếu mà cảm thấy được thì sang năm có thể là mua thuốc dùng. Ở đây mình vào đây xem các bạn. Đây, đây là vâng đây là chú nhà vườn. Đây thì mình cũng có gửi tặng chủ vườn ở đây là có gói thuốc này. Vì thực tế là phun với số lượng nhỏ lẻ ít thì mình gửi tặng tầm pha 3 gói này với một bình 20 lít. Thì chú có thể là pha nửa gói khoảng tầm 10 lít nước. 10 lít nước chú phun khoảng tầm ước chừng thử nghiệm đấy 3 cây cũng được, không cần phun nhiều. Đấy. Kích ép giữ hoa nở đúng dịp Tết. Vâng, cháu đọc số chú lưu vào luôn này, số điện thoại của cháu. Đấy, chú ấn mở, chú mở máy 0383 chú ạ, 339 822. Đấy, số của cháu ấy. Đấy, chú cứ phun thử, chỗ nào chú không hiểu chú có thể gọi lại cháu. Đấy, các bạn xem là cách tuốt lá của hoa đào. Đấy, như cái thuốc của mình nói ấy, dùng cực kỳ là chuẩn vào Tết luôn. Các bạn xem đây, cách hãm hoa đào đấy, các bạn xem này. Đấy, mình tuốt qua như thế này, mình hãm cho cây nó chậm lại. Đấy, chưa có thời gian tuốt được thì mình tuốt qua thôi. Đấy, các bạn xem này, tuốt qua để giữ nụ rồi, không đến lúc mình năm nay thời tiết nó vẫn sớm, thì khoảng tầm mùng 10 tháng 11 là tuốt thì rất là đẹp luôn. Năm nay cũng không phải là rét. Các bạn xem có gì thắc mắc ấy, thì bình luận bên dưới mình sẽ trực tiếp trả lời. Đấy, mình đi xem các nhà vườn bên kia đang tuốt nhá. đã được tuốt qua, tuốt điểm. Đây, cây này thì lại được tuốt hết rồi. Đấy, bắt đầu từ tầm mùng 6 âm lịch, mùng 5, mùng 6 nhà vườn bắt đầu được tuốt lá. Cây này tuốt sạch hết rồi. Đấy. Cách tuốt lá hãm giữ cây của nhà vườn, chỉ tuốt qua đầu nọc một chút thôi để hãm giữ lại. Ở đây cũng rất là nhiều đào. Cuối năm bác nào muốn mua thì có thể để lại số điện thoại, hoặc là mình gửi số điện thoại của chủ vườn cho. Rất là nhiều đào luôn. Cả một cánh đồng luôn, rộng bát ngát toàn đào. Ở khu vực Hưng Yên, Mỹ Hào, Hưng Yên, gọi là khu công nghiệp ngã tư Phố Nối A, thì hỏi thăm vào là rất là dễ luôn. Cây cũng rất là to. Vừa thấy cũng có người đang tuốt lá đây mà lại đâu mất rồi. Cháu chào chú nhá. Chú đang tuốt lá. Dạ. Đâu, cháu là đi tặng hết thuốc, nhưng mà vào đến đúng vườn này chú là cháu đang bên kia, cháu sang đây lại hết thuốc mất rồi. Cháu đi cái nhà vườn này tặng các gói thuốc kích ép hoa, nhưng mà vào cháu hết rồi, nhưng mà thấy vườn nhà mình đang tuốt, cháu sang xem. Đi muộn ha. Ủa, vườn này chú tuốt lá hết một loạt luôn. Ở bên kia thì chú kia tuốt đang tuốt điểm thôi, tuốt ở trên ngọn vút qua. Bà dạ đi từ sắp bên kia sang đây ạ. Cháu cũng chả biết tên là chú kia bên kia là gì. Cháu kiểu được anh đưa thuốc cho đi để kiểu là kích ép những nhà vườn này này, nhưng mà đưa đến ruộng vườn của chú kia cũng hết, đồ còn là bình cuối. Dạ tặng hết. Cháu đi nhà vườn nào gặp là tặng, nhưng mà về đây là vừa tầm hết thì cháu thấy vườn rộng, cháu đi vào đây thấy mình đang tuốt. Vâng. Không, nhà vườn nào phải rộng được nhiều, cháu gặp thì cháu mới đưa, chứ còn ít quá đấy thì sợ người ta khi mang về người ta lại cũng không dám áp dụng. Bởi vì bây giờ người ta trồng được ít đâu. Bây giờ áp dụng chả may hỏng vài cây một năm doanh thu lại bị tụt đi, rất là khó. Đấy, thành ra là cái gói thuốc của cháu ấy, nó có công dụng là phun, gọi là nụ của chú dù to mấy không thể nở được. Đấy, phải bao giờ hết công dụng của thuốc sau 20 ngày thì mới nở. Đã phun vào rồi nhá, ví dụ là cây của chú bây giờ vuốt tất cả lá, cây yếu cây khỏe phun vào cùng một loạt, cây yếu không thể nào nở được hoa trước cây khỏe. Đấy, ý là cây mà vàng vàng ấy, khẳng định luôn là cây yếu cũng không thể nó bung được hoa. Không, thuốc này bên Trung Quốc nếu mà mua ấy thì cái anh kia như kiểu là anh bảo là Việt Nam mình là không có thuốc, ý theo kiểu là anh ấy gửi về cho mình năm đầu tiên áp dụng thử. Bây nhà vườn mới ai dám phun tất đâu, thuốc là thuốc của Trung Quốc. Đấy, nó khó ở cái điểm này. Nếu điểm khoảng tầm 2-3 cây, nhà vườn nào tự tin thì hẳn phun hẳn một luống. Còn bình thuốc nó có đắt đâu, có 30.000 một bình thôi. Một bình 20 lít, thành ra là nhưng mà mới thì cũng chỉ mong làm sao là chỉ phun đến 2 đến 3 bình. Nhưng mà vào nhà vườn mình cái này lại vừa tầm hết thuốc. Vâng. Không, còn đúng bên kia thấy bên này đang đi vào vườn đào thì rộng quá thì thấy bên này gọi nhau bảo thử sang. Đây thì nhà nào làm cũng nhiều. Vâng.